Chỉ cần một bãi đất trống nhỏ xung quanh là cây cỏ, khí trời, Hưng Trương đã có thể nhảy một cách rất vui vẻ. Đi kèm với đó là tấm biển, hãy bảo vệ môi trường. Hưng Trương nhảy từ hồi tháng 3, nhưng gần đây, những clip nhảy được chia sẻ trên các diễn đàn, hội nhóm trên mạng. Cái tên anh bất ngờ viral, được nhiều người tìm kiếm. Hưng nói anh cũng không nghĩ những điều mình làm lại được chú ý như vậy. Hưng kể do thấy môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của vạn vật xung quanh nên anh nảy ra ý tưởng tự quay các clip nhảy để tuyên truyền, kêu gọi bảo vệ môi trường, trả ơn thiên nhiên. Chia sẻ với tuổi trẻ, Hưng gọi vui dự án nhỏ này là hành trình đi xin ăn, tức đi xin không khí sạch, xin nước sạch và xin con người hạn chế làm tổn hại thiên nhiên và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Hưng tự nhận mình là người đàn ông hoang dã và những clip của mình là giai điệu của rừng núi. Dưới mỗi bài đăng clip, Hưng viết, nếu mọi người xem thấy bài viết hoặc video này giải trí, vui vẻ, thú vị, lợi lạc, thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách hạn chế rác thải lâu phân hủy, khó phân hủy. Đừng vứt rác vô cơ ra môi trường thiên nhiên, hạn chế bớt khí thải, hạn chế bớt nước thải ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là đủ rồi mọi người.